ta đến với cái phiên Âu nhé, sáng sáng là ok nhé. Điểm bùng nổ của chúng ta là 2:30, bay đi cả nhà nhé. Chúng ta sẽ bay đi chi dài ADX 3740, bay nhé, bay nhé. Xin chào, xin chào. Hello, hello. Bài thật lực nhé. Cô đi chơi bên. Chương trình được tài trợ bởi ERANP, một trong những broker uy tín tại châu Âu. Vào đây, mua thật lực em ơi, 94, comment 9699, mua thật lực đi. À, mua thật lực. Chúng ta có Bollinger Band hẹp. Bỏ vào, in chỉ dày. Mua 94. Mua 94, 96, 93, 91. 94, 96, 93, 91 là điểm gì? Lớp mình lại follow tiếp nào. Bên được. Mua thật lực 94, 96, 93, 91 điểm mua đấy. Mua thật lực. Tốt, 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 tốt. Ra đi trong sự lực lượng. Đây là tí. Đây là tí. Chúng ta còn 19 phút nữa đổi sang cảnh 3 giờ nhé. Chương trình được tài trợ bởi ERANP. Chúng ta có mốc 9699 nào, comment tiếp nào. Buổi sáng chúng ta có một cái phiên live khá thú vị. Chiều nay chúng ta vào phiên Âu 9699 đó. 9699. RRI 067. Một phần lần. M30 cho chân AC màu trắng. Tiệm cận. Ý chi. ADX xung lực mạnh tiếp cận 25. RD 40, tiệm cận vùng trung tính 50. Đúng rồi, 96 trực tiếp trong đó. Quên bộ tarot trading nha. Vua. Chào Tăng Sứ, chào em. Đi. Làm 96, 96 mua tiếp đi. Mua trên, 96 mua tiếp. Mua ở vùng 93, 91, 96, 96 mua tiếp. 96 mua tiếp. Tiền Âu. 96 mua tiếp. Chào các con rời. À, mua thật lực đi. Sáu mua tiếp.
Hello, chương trình được tài trợ bởi RNT buổi chiều nay chúng ta vào với phiên Âu nhá. Chúng ta có mốc 96 mua, 91 mua, 93 mua. Chúng ta comment 96, 99, 91, 01, 96, 99, 01. Đây có mấy thằng là đâu rồi, thằng Phan Tôm đâu rồi, trò chuyện tiếp đi. Thằng là Nguyên Nguyễn 6868 này, trò chuyện tiếp đi. Joe Erante tài trợ nhóm cho VN, ok. Xin chào Hồng của Phong Vân. Vẫn tít đâu rồi. Cương buồn quý tối tối anh xem tarot cho em. Bây giờ vào phiên Âu cái đã, giờ khung H1 xem 94 96 99 xem. AX 37 tiệm cận xung lực mạnh cho H1, RD 32 tiệm cận vùng các vùng 35 trung tính. Và 30 tốt cho đá xi trắng. Bây giờ nó chỉ cần chạm chấm parabola bắt dính dắt cái lại ngon đúng không? 247 like em ơi. Á sáng like, Âu like, Mỹ like. Thì chịu khó tìm kiếm các cái ông già đầu tư FX TikTok ấy. Tôi follow kênh nào cũng thế. Tập trung vào like. Mấy thằng nó bảo là không like bởi vì nó có tìm mình đâu. Like suốt ngày. Nó chỉ thấy những cái mà nó thấy, nhưng nếu thấy cái mà không thấy. Đây là tán gái em ơi. Tập trung vào. Chín tư, chín sáu, chín chín. Mua 94, mua 93, mua 91. Mục tiêu 96, 99. Chúng ta đã chèn được 3 lệnh. Chèn 3 lệnh. Nào chúng ta comment 9699 đi. 9699. Chúng ta còn 13 phút nữa. Comment số 13 nhé. Chúng ta đón chào khung 3 giờ phiên Âu xem sao. Khung 3 giờ điểm bùng nổ của chúng ta. Để chúng ta chốt 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 chốt. Cùng đón chẵn 3 giờ. Đừng quên Udemy nhé. Udemy. Forex căn bản dành cho Gen Z này, Gen Z, quản trị tài chính cá nhân này, đọc bài này. Đó là udemy.edu.vn. Các khóa học trong và Udemy, khóa cơ bản. Đặc biệt là khóa đề CA369, anh em chú ý nhé. Đề CA369 đấy, tại Udemy đấy ạ. Bài thần lực đi em. Lúc trường sinh. Cái ánh mặt trời vô săn tham lam lên mua tiếp bài thật lực, bài thật lực nào. 933 913 kỳ vọng 969901 xung lực mạnh với ADX RSI trung tính tiếp cận vùng 50. Y chi dày báo hiệu xung lực đi ngang nhưng ăn là biên độ hẹp. Hai lót được bốn giá, năm lót được một giá. Ý mày là coi thường đúng không? Mày giỏi mày đánh ăn trăm giá đúng không? Chúc mừng bạn. Bên không một là có 17 giờ đúng không? Mày lại theo cả luôn. T bao nhiêu thì ngồi tê tê bằng cơm, từ từ bình tĩnh. 01, 03, 06, 09. Đây thằng anh cận đây nó nói hai lót đớp bốn giá. Là mua 108 bán 104 vẫn lãi 40 ấy. Ý mày nói thế đúng không?
Hãy làm như thế nhiều lần em ạ. Chương trình được tài trợ bởi RNT, thế mà làm thế chưa? Rồi hai giá chốt chốt, mua 108 bán 104 vẫn lại quốc trục, bán 94 nhưng mà chốt lời ở 96, mua 94 nhưng mà chốt lời ở 88 mới là đỉnh cao, nhớ chưa? Nhớ chưa? Ra đi trong sự lịch thiệp, đấy mới là cái quan trọng. Đừng quên bộ tarot màu xanh nhé, xanh cốm, bộ màu đỏ, bộ tím, đừng quên. Chân Axi trắng là mẹ mắng cũng mua, chân Axi đỏ mua chi giống nó. Chèn được ba lệnh đúng không? Một giá, hai giá, ba giá. Chương trình thì tài trợ bởi LNT nhé. Nào, comment 969901 đi. Comment 969901. 969901, comment đi. Like cho ông già cái nào, like cho ông già. 96 mua tiếp một là đỉnh cao, không TP, bỏ TP đi. 96 mua tiếp, 99 mua tiếp là đỉnh cao, mua tầm trên đấy. Nào, comment cho ông già. Là 05 nó to quá thì là bây giờ vào tiếp 30. Đó, đây là các cái chuyện phiên Âu nhé, phiên Âu. Đừng quên Udemy, các khóa Udemy. Các khóa Udemy chín sáu, chín sáu theo bà đi. Chiều nay chắc là nhanh thôi, chiều nay chắc là nhanh thôi. Nào, 96 99 nào. À, bây giờ thì nó chạm chấm parabola xa thôi, chạm chấm parabola xa là ok nhé, chạm chấm parabola xa là ok đấy. 969901 chốt 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 ra bên trong sự lịch thiệp, ai ở bên kia xa cũng số 1 nhé. Bên kia đang tương tác ngon này, nó quá luôn mới gấu đấy. Nào, comment 969901. Ai ở bên kia sang? Tin rồi. Putin hôm nay độc đà quá. Ông mà đánh trúng cả Loan lẫn Đào hôm nay. Để bán ông cũng chơi mà. Bán ông chơi mà xéo ông chơi này. Đúng rồi. Cái nick kia chắc cũ đây là nhiều thằng nó biết, nó follow lên 50 người. Khi mà 50 người nó lại còn bị gì ạ? Nó bị follow. Đấy, nó có lúc mà nó rất nhanh, đúng không? Nhanh nữa. Tiền Âu nhá. Ai ở bên kia tìm được tôi ở số 1 nhá. Làm nhiều lần vào. Đúng rồi. 969901. Mua tiếp ở 96 mới kinh. Đấy. Đấy. Mua 96 nhá. Mua tiếp 96 nhá. Mới kinh. Tiếp trên là 96 mới kinh. Phải. Ai ở bên kia số 1 nhá.
chương trình được tài trợ bởi LNT. Nào chúng ta có men 99 là đóng toàn bộ. Điểm bùng nổ của 2:30 tốt. Chúng ta có men số 6 đi, không 3 giờ. Chân là chi trắng xung lực tốt. Bám biên. Nào, có men 9699 nè. 969901. 969901. Cái coaching Edumi chú ý nhé. Edumi. Các bài quản trị tài chính cá nhân, khóa đầu tư gì không đồng hay 10 đồng nợ và cơ cấu nợ ấy. Sáu xung lực của H1 thì sao, chúng ta thấy được điểm mà Inside 3 là có cái nến bao trọn cái nến trước, xung lực đẩy lên bị hồi và chúng nó chờ 7 7 8 7 8 8 8 mua không, chúng ta mua trên cao, trên tầm cao. Hello anh em, comment số 1 cho tôi nhá. Comment số 1 tôi, chúng tôi còn 4 phút nữa để điểm bùng nổ của chúng ta 3 giờ xong sao. Xin chào, xin chào. Đẹp mà. Đẹp là để livestream nó không sập xem sao. À, có người quen lên số 1 đi. À, chúng ta còn 4 phút nữa. Xung lực của M30 với AC trắng là đẩy lên mạnh, chỉ cần nó chấm chạm chấm parabola xa này là sẽ tốt hơn cho chúng ta, tốt hơn rất rất nhiều cho chúng ta, đúng không? Parabola xa 99 và 01 và 03. Chào Duy nhá. Xong thì phải chịu thôi. Vì nhiều người đang chờ bán ở xa lắm, 2318 họ chờ bán ở 2318 để kỳ vọng nó sập 7778 hả? Ông Ben này đánh giám hội nghị à. Mày cứ đi thắp hương đi cho cầu cho nó sập, cho tao cháy tài khoản. Có bao giờ mình nghĩ là nó không sập đâu, nó sập là cái chuyện mình. Cái chương trình coaching vẫn vậy nhé, đặc biệt một số cách lớn là coaching đấy. Trong cái edu udemy.edu.vn khóa trong udemy kinh quá. Mấy nữa vào là đón anh uống cà phê đấy. Mày hứa là mày không làm cái việc đấy là tôi bị buồn luôn đấy. Vào anh bàn việc mấy việc. Để nghĩ xem ăn gì, xem nghĩ ăn gì, uống gì. Em có biết đảo Swansea, đảo Thiên Nga không? Ở Đồng Nai không? Đi tàu từ bến Nhà Rồng ấy. Đi có 30 phút là đến đảo Swansea thôi, anh mới cắm trại ở đấy. Đúng cái tư duy ấy là 1.000 để x2 thành 2.000, hay là tư duy dùng 10.000 để kiếm được 100 u, hay là tư duy 100.000 để kiếm được 1.000 u, các tư duy nó khác nhau. Việc quản trị đó là sự sợ hãi. H4 à, H4 rút chân các cái vùng cản đáy.
mốc trong quá khứ người ta mốc đáy rồi, đáy đáy một, đáy hai, đáy ba, đáy bốn, đáy đúng không? Vậy là H4 đấy. Tất nhiên nó phá sụp bốn cái đáy này nó còn xuống nữa, nhưng mà không, nó phải cho chúng ta chốt chốt đã thì bắt đầu nó mới làm gì thì làm. Thế cho nên là chúng ta mới thoát được ở khung giờ chặn. Ai theo dõi sáng nay nhỉ? Thì ai theo dõi sáng nay ấn số 3 đi ạ. 3 giờ rồi. Rồi, chúng ta có cái mốc của M30 ấn số 3 nhá. Chân trắng ok. Sáng nay đó ạ, sáng nay ngồi hầu chuyện các quý vị, các chư vị đại nhân là chính chiều nay. Thế của mẹ. Ông Tiêu bảo sập đánh đùng cái ông Huy sập với những à, giá được bám thành trên báo hiệu cho chúng ta một cái sự là mua thật lực. Các tư duy buổi chiều nay phiên Âu thứ hai nói chung nó cũng yếu yếu một chút, ý chí vẫn dày, báo hiệu xung đột đi ngang. Bây giờ chỉ cần có một cái tín hiệu đó là giá tiệm cận các đường ba là các chấm parabol xa xa đấy, parabol xa đấy thì là cái xung lực nó sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà giá chưa tiệm cận parabol xa thì chúng ta sợ hãi, nhưng vấn đề lúc này đang chinh phục parabol xa sập để đan lệnh. Sáng nay vất vả quá. Đừng quên Udemy, Udemy này. Cái khóa nào Udemy. Công việc thôi. Thanh thoát của nến nó không có. Nhưng mà thứ hai đầu tuần thì chúng ta cũng làm một vài cái video thực chiến, live stream trading thực chiến. Cùng điểm nổ của 3 giờ trong phiên Âu với chân AC màu trắng, xung lực 96 vẫn được giữ nguyên. Nào comment 969901. Giảm giá tiếp thì là nhẹ. Ui rồi. Ngày đã có tiền rồi, đầu tuần gớm nhầy. Chúc em hạnh phúc. Ghê nhỉ. Này có mận vải lại loan đào, có loan cả đào và ok, comment đi tiếp đi. Mạnh mẽ lên. Chân AC trắng, xung lực ADX tiệm cận 35, tức là xung lực nó mạnh đấy. RSI 34 nó phải lên 50 cơ. Lên 50 chúng ta mới vã mạnh ở 96. 96 99. Các cây nến đỏ li ti như muốn nói các anh vào đi đúng không? Tiệm cận vào parabol giá trà càng chạm chấm parabol xa càng gần thì nó dễ đảo chiều được. Ví dụ giá chạm chấm trên nó sẽ xuất hiện giống dưới, giá chạm chấm dưới nó sẽ xuất hiện giống chấm trên. Ý muốn nói là gì ạ? Cái xung lực ấy kể cả nó xuống theo đà nhưng mà nó vẫn có cái điểm hồi để chạm chấm parabol xa, bách test đi bách test lại nó các có chấm parabol xa này, chấm này chấm này. Đấy. Chạm chấm dưới sẽ xuất hiện chấm trên, mà chạm chấm trên sẽ xuất hiện chấm dưới. Giá càng gần chấm ấy thì xung lực đảo chiều càng tốt. Xem đường xem lá này nhé. Úi dồi, tình yêu lớn và trách nhiệm. Cộng đồng LTP nó sự trách nhiệm.
chiến. Hay là Quản Tạ Hà Giang cũng được tùy quá nhỉ, ngày xưa tôi ở Quản Tạ Hà Giang nhiều. 6/9 các bạn sẽ biết là sẽ live stream trading thực chiến, thực dụng, thực tiễn Á Âu Mỹ vạn xạ đúng không, nhưng mà coaching nó vẫn coaching đều. H1 mạnh à? H1 thì cũng chưa mạnh. Thứ nhất là H1 là chân nến trắng ngắn, xung lực yếu, nó chỉ còn một cái cơ hội của chạm parabola xa trên để nó xuất hiện châm dưới để đà đi lên mạnh mẽ thôi. Ai đấy cũng cố 35 nhưng mà RDI tầm 33 chưa tốt. Đó, xung lực nó là tiệm cận, có mỗi cái lý do đó là giá đi về đường giữa của Ichi. Xung lực cản và chạm tại cái điểm giữa của Bollinger Band để nó bán ra đấy. Vì nó đang đặt các cái mục tiêu bán ra ở 18, bán ra ở 07, 09. Nhưng mà mình thì đang mua thẳng được. Cái việc bắt đáy là nó có tổ chức, nó có phân loại bị mua 93, 96, 91, 89 mới là kinh. Đúng rồi, mà đẹp là chốt 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 đúng không? Trắng. Chân trắng AC tốt. 96, 99. À, tin tức hôm nay à, vì sao Đại học Y xét tuyển khối C, khối D? Ông chủ tele dùng điện thoại chưa đến 5 triệu. Đấy, hay không? Từ nốt mụn nhọt bé 10 tháng tuổi bị rò hậu môn. 12 cầu thủ có thể đổi đời từ Euro 2024. Có nên trai mặt để tán lại vợ cũ? Ấy nha. Hay không? Đó là một cái lý do của bộ phim Cưa Lại Vợ Bỏ bên cạnh. Udemy nhé, Udemy. Udemy có khuyến mại đúng không? Chín chín rồi đấy. Bây giờ 97 rồi nhá. Ra đi trong sự nghiệp. Như vậy xung lực tôi cần mong nó có gì đó, nó chạm vào các trạng thái. Chạm vào các trạng thái chấm parabola xa thì nó sẽ tốt hơn. Đẩy qua M30, đẩy qua M15 thì đều được củng cố. Đẩy qua M5 nữa thì lại càng ngon. Chúng ta thấy nến nhỏ li ti Bollinger Band cực hẹp ở M5 khiến cho nó phá M5, dịch dích chắc M5 lập tức nó lên 9901 luôn. Đó. Bây giờ chúng ta comment là 9901, 9901 với xung lực tốt tại M1. Dịch dắt đã bắt đầu là sẽ bắt và dựng dịch dắt đứng. À, sự đơn giản của chúng. Đại nam.
quên Udemy. Udemy. Ôi, mọi người vẫn đang theo dõi. Quên Udemy. Hello, hello. Ai vừa nãy ở bên kia sang thì ấn số 1 nhé. Ấn số 1 đi. Quên Udemy nhé. À, Udemy. Ta vẫn đang có cái kết phần. Chín sáu comment 9699 nhé, 9699, 9699. Ba có cây khuyến mại nó sụt xuống đây nằm được giá 699 thì chốt chốt luôn công việc của bạn. Nay phiên Á là ok rồi, ai ở phiên Á hôm nay comment số 1 cho tôi nhé, ai ở phiên Á comment số 1 nhé. Bây giờ chúng ta đang ở phiên Âu đấy, để chúng ta chốt chốt sau đó là chúng ta comment 9699 đấy. Phiên Á ở lại ông Vân có hả? Ok, cảm ơn em. Đây ông ăn dưới sâu bọ là kinh rồi gì nữa. Có ông hỏi là ăn cơm cơm gạo rượu thì nó có bị thổi nồng độ không? Ăn rồi thì thôi đi xe taxi đi cho nó lạnh. Ba giờ 15. Hôm 3 giờ 15 à, chi chân trắng đấy nó chạm được parabola xa rồi đấy, cho nên ở vào 10 vào 30 là chạm cái parabola xa, khi chạm parabola xa rồi cái nó đẩy được cái xung lực tốt hơn. Thứ hai là trong M5 cũng thế, nó dịch dích chắc và nó đẩy lên, và M15 thì nó sẽ xung lực mạnh hơn. Và 6 comment 9699 nhé. À, hôm nay ai ở phiên Á là ok, cảm ơn các bạn đã chờ đợi tôi. Một số thằng thì có nói và không tin tưởng thì tôi không tiện nói tên. 9699. Chiều nay chúng ta có một chút cơm canh cháo phở trong hẹn tối nay nhé. Video vẫn được up lên bình thường.
Chariot, Chariot nó là nữ. Chariot, cỗ xe đại diện hai biến ngẫu bánh treo đấy. 97 có nhé. Chung nhật ngày 96 97 chắc chắn ước sau một thời gian học thì bây giờ có sợ đánh tài khoản to không, có sợ đánh tài khoản nhỏ không? Chả sợ gì nữa. Như nó là các trạng thái như nó là có đúng không? Mình nhau tập trung là thế, cho nên nó cháy không phải là tài khoản to hay tài khoản bé, nó cháy vì ngược hướng, nó cháy vì không thoát, nó cháy vì như đoán là nó không phải như nó là, nên tập trung vào các cái trạng thái của như nó là đấy. Udemy có nói đấy nhé, như nó là các trạng thái của như nó là đấy. Hoặc như nó là trong có như nó là .com mà có Udemy đây, và khóa của Udemy qua nó khuyến mại cơ à? Udemy có 299 là 288 hả? Em ấn thật lực đi. Có Udemy hả? Nào comment 99 không rồi. Em ngộ được ấy thì thế anh hỏi em có sao em lại ngộ được hả Putin, mà thằng khác lại không ngộ được, nó rất coi thường. Tại sao lại coi thường? Nào comment 21 nữa để vào khung 3:30 nào, tại sao lại coi thường như vậy, tại sao cái mình dùng thì nó lại đéo thích, nó cứ phải thích nó sáng tạo ra thôi, vì sao nó lại coi thường, tại sao em lại ngộ được, không có lòng tin. Rõ ràng là nhìn thấy cứ ngày nào cũng thế này nhưng mà nó vẫn không tin được, nó ảo lắm. Chương trình được tài trợ bởi LNT, chương trình coaching vẫn như vậy nhé, nguyện lọc tự giá xung lực tốt, kẻ vẽ ít thôi, cứ đau đầu, giao dịch đơn giản. Sao lại không có lòng tin mà em lại có lòng tin? Hả? Em mổ xẻ cái vấn đề này. Thế tức là em có lòng tin rồi bọn nó không có lòng tin à? Không phải đâu. Điều chuẩn.
Chứng tỏ em giao dịch lâu rồi đúng không? Em lâu rồi em mới cảm nhận được. Còn số người mới cảm nhận được không? Đúng rồi. Không phải. Câu nguyên nghĩa là làm nhiều lần ba giá. Đúng không? Và muốn làm nhiều lần ba giá thì phải buông gì? Cái khuyến mại ở Udemy ấy, chúng ta để ý nhé, có thể học ở đấy. Vào Udemy học. Chúng ta sao bảo phải để như nó là thì phải tồn tại phân tích kỹ thuật, phá phân tích kỹ thuật. Trong ấy, Udemy nó có khuyến mại ấy. Tám phút nữa, comment số 8 đi à. Ai ở bên tài khoản bị khóa ấn ấn số 1 nhá. Ai theo dõi mấy phiên gần đây ấn số 2. Không biết là tỷ lệ nào. Anh Đở Thiên Lý mấy hôm nay mà vắng nhỉ. Điểm danh lớp không có. Đỡ tiền gì đâu, bây giờ vẫn mua thật lực về 96, 95 mua thật lực về. À đấy vẫn tốt, RI vẫn tốt. Trung tính cho em mua này. Đỡ gì đâu. Nó như là công việc hàng ngày luôn, mình cứ like là nó tiêu diệt nó. Đúng không? Chín sáu chín chín. Chúng ta còn 3 phút nữa, comment số 3 nhá.
Comment số 3 nhé. Comment số 3 nhé. Đúng 0:30 thoát cảnh của 3:30 nhá. Comment số 3 đi các cụ ơi. Comment số 3. Comment số 3 đi. Đầu nhảy nhót rồi đấy, xin đâu bắt đầu phải là tim rồi nhảy nhót đấy, em rớt thẳng đúng không, trước khi nó rớt thì nó phải là 9699 đã đúng không, u là trời, trung lực mạnh một giá 2 phút nữa. Chiều nay thì vẫn là team vây quanh ông Pháp là giải tán quốc hội thôi. Chúng ta sẵn sàng chèn là vùng 93 nhé. Vậy là chèn là các vùng 93, 91 xong sao. Hai phút nữa. Một phút nữa, comment số 1 đi, các cụ ơi. Comment số 1 đi ạ. Lực bán thì cả thế giới đang soi lực bán. Rồi chúng ta chuẩn bị có cái mốc của 3:30. Các nước châu Âu bắt đầu có nhiều tin. Nhiều tin bắt đầu ra đời. Ra ở cái vùng châu Âu 3:30 nhiều. Thứ hai nó nhẹ nhàng thôi. Các mốc 93 chúng ta vào. 91 chúng ta vào. Ba chín bốn. Như vậy là 3:30 các cái nến nhảy nhót. Nhảy nhót vùng 95, 96. Chúng ta vẫn kiên trì comment 96, 99. 96, 99. À, điểm. À. Hôm nay quá nhiều thế nhỉ Vương nhỉ? Thấy hôm nay có cái tình bạn tốt thì sao cái gì nhé. Ok. Ok, hôm nay tôi đẩy lên nhá.
Đúng không? 6 nhá, 96 nhá. Không sao em, kiên trì đi nhá. Em tiếp tục. Chúng ta vẫn comment 9699 đi. Nè. Comment 9699 đi. Nhỏ 9699 nhá. Dùng tốt 9699 chúng ta phải chốt chốt ở cái phiên này xong đến tối nay nhé, vào 9699 đi Vương ơi, cái 9242 chưa like được đấy, nó chưa đủ 1.000 like này, một cái 985 này em. Ở cái ông già đầu tư 42 đấy. À, gì bốn ba chốt 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 ra đi trong sự lịch thiệp đúng không? Vương làm sao? Vì chat anh đúng không? Nó lại đánh cháy của em à? Làm sao báo anh đi, báo cáo anh nhé. Vương nó làm gì em mà. Báo anh nhé. Hay là ông cứ bán thì nó mua, ông cứ mua thì nó bán. Vất vả thật. Để bùng nổ chín chín đúng không? Nó chạy qua. Nó chạy qua đã. 9699 không đủ. Tung lực vào vượt qua được 9699 là đẹp đúng không? Tối nay tiếp tục. Anh Vương chuẩn bị cho các nick ấy. Tối nay nick là nó ăn thịt hết nick thì làm gì còn gì nữa. Khỏe không? Khỏe không? Tiền hết con. Thế nó bị buồn chứ nị. Ăn rất nhanh như nào.
Vì sao kiên trì? Bởi vì tôi phải làm video, đúng không? Kiên trì vì đơn giản là ba video là có tiền đấy. Ai chả như vậy là không 3:48 chúng ta chỉ được như vậy thôi, cho nên là chúng ta sẽ hẹn buổi chiều tối nay phiên Mỹ nhá. Xin là cảm ơn mọi người, tôi có khi phải kết thúc đây, các bạn cứ chờ 9699 đi, đúng không ạ? Ok, ra đi trong sự lịch đó, đúng không ạ? Hẹn các bạn vào tối nay phiên Mỹ nhá. Tí nữa rút cả cái tài khoản này xong rồi. Làm phiên Mỹ. Thank you.